Đối với phái mạnh, kiểu tóc không chỉ đơn thuần là một phong cách và vẻ bề ngoài, mà nó còn là phụ kiện thời trang giúp tôn lên những đường nét khuôn mặt và phong thái tự tin đầy nam tính. Tuy nhiên, không phải lần cắt tóc nào cũng tuyệt hảo cả, phải không anh em? Đôi khi nhìn thấy những diện mạo mới vừa được tỉa tót, các anh lại phải khóc không ra tiếng vì những kiểu đầu bá đạo cực mới lạ luôn. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, để giúp các bạn luôn tự tin và sở hữu vẻ ngoài điển trai thu hút, Blog Đẹp sẽ đưa ra một số lời khuyên khi chọn kiểu tóc cho bạn nam. Và đồng thời cũng sẽ đưa đến bạn về một số hình ảnh của những kiểu tóc nam bá đạo khiến khổ chủ phải khóc không ra tiếng, để chúng ta cùng tránh xa nó ra nha. Nếu xem hết video này, bạn sẽ biết thêm về những thông tin về cách chọn kiểu tóc nam theo dáng mặt, cách chọn kiểu tóc nam theo độ tuổi, cách chọn kiểu tóc nam theo nghề nghiệp, tóc những kiểu tóc nam bá đạo khiến khổ chủ khóc không ra tiếng. Cách chọn kiểu tóc nam theo dáng mặt. Chọn kiểu tóc nam phù hợp với dáng mặt là một yếu tố quan trọng giúp các bạn nam tạo ra diện mạo điển trai và hài hòa. Sau đây sẽ là một số gợi ý về các kiểu tóc nam phổ biến cho từng dáng mặt. Chọn kiểu tóc nam cho dáng mặt tròn. Kiểu tóc nam vuốt dựng, mái dài phía trước, tóc quiff. Với kiểu tóc nam đẹp này sẽ giúp các bạn trai hách nhẹ chiều cao và đồng thời giúp làm tăng độ góc cạnh của khuôn mặt. Tóc cắt gọn ở hai bên và nuôi dài vuốt ngược ở phía trên, undercut, sẽ tạo cảm giác cho khuôn mặt tròn của bạn nam trở nên thon gọn hơn. Thứ hai, chọn kiểu tóc nam cho dáng mặt trái xoan. Với mặt trái xoan, bạn nam có thể dễ dàng lựa chọn nhiều kiểu tóc khác nhau như pompadour, curl cut, crepe, slick back hay là forkhawk. Bởi dáng mặt này thì lại thích hợp với hầu hết các kiểu tóc, vì vậy bạn nam mặt trái xoan có thể yên tâm thử nghiệm và sáng tạo đa dạng các kiểu tóc nam đẹp nha. Thứ ba, chọn kiểu tóc nam cho dáng mặt vuông. Những kiểu tóc nam ngắn được cắt gọn sẽ giúp bạn nam mặt vuông có nét trưởng thành và nam tính nó nha. Curl cut hay là push cut thì cũng có thể là một lựa chọn kiểu tóc nam đẹp, giúp làm mềm góc cạnh và tạo sự cân đối cho những chàng mặt vuông. Nếu muốn sở hữu một kiểu tóc nam dài hơn, bạn nam mặt vuông cũng có thể tham khảo các phong cách lượn sóng wavy, giúp làm mềm đường nét gương mặt, tạo nên một vẻ ngoài thu hút nha. Thứ tư, chọn kiểu tóc nam cho dáng mặt nhọn. Những kiểu tóc nam độc đáo như tóc ngắn ngang vai hoặc tóc dài uốn cong nhẹ ở đuôi có thể sẽ là lựa chọn tóc nam đẹp, giúp gương mặt bạn nam mặt nhọn trở nên cân đối hơn. Những kiểu tóc nam như forkhawk, vuốt ngược hoặc là tóc mái ngố thì sẽ giúp thu gọn phần trán rộng của bạn nam mặt nhọn cực hiệu quả luôn đấy nhé. Cách chọn kiểu tóc nam theo độ tuổi. Thứ nhất, mẫu tóc đẹp cho nam tuổi dưới 20. Ở độ tuổi này, bạn có thể thoải mái thử nghiệm và sáng tạo với những kiểu tóc cá tính như là undercut, pompadour, crepe hay là texture crop. Những kiểu tóc ngắn, sáng sủa và cá tính hứa hẹn sẽ phù hợp với những chàng trai trẻ năng động như bạn nam ở độ tuổi này đó. Thứ hai, mẫu tóc đẹp cho nam tuổi 20 đến 30. Những kiểu tóc như taper fade, slick back hay là forkhawk hoặc là side part để manly thì sẽ phù hợp với phong cách trẻ trung và lịch lãm của người đàn ông trưởng thành ở trong độ tuổi 20 đến 30 này. Ngoài ra, còn tùy theo tính chất công việc và phong cách cá nhân, bạn cũng có thể thử nghiệm nhiều kiểu tóc dài hơn như men bun hoặc tóc dài uốn cong nhẹ làm tăng vẻ ngoài lãng tử của mình. Thứ ba, mẫu tóc đẹp cho nam ở độ tuổi 30 đến 40 tuổi. Đối với những người ở độ tuổi này, các kiểu tóc lịch sự và trưởng thành hơn thường sẽ được ưa chuộng như soft crepe hay là curl cut. Bên cạnh đó, nếu gặp các vấn đề về việc rụng tóc, bạn hãy cân nhắc lựa chọn những kiểu tóc nam cắt ngắn, được cắt gọn gàng, tạo cảm giác sạch sẽ, tôn lên phong thái tự tin và lịch lãm của mình nha. Mẫu tóc đẹp cho nam tuổi 40 trở lên. Đối với những độ tuổi tứ tuần và lớn hơn, phái mạnh sẽ nên chọn những kiểu tóc dễ chăm sóc và tạo kiểu đơn giản như tóc húi cua, curl cut hay là short texture hair. Đặc biệt, bạn nên hạn chế chọn những kiểu tóc nam dài và yêu cầu phải tạo kiểu phức tạp, vì sự tương phản của chúng lại có thể làm nổi bật những dấu hiệu lão hóa trong nhan sắc của bạn đó. Cách chọn kiểu tóc cho nam theo nghề nghiệp. Chọn kiểu tóc phù hợp với nghề nghiệp là một cách cực tốt để tạo ra diện mạo nam tính và chuyên nghiệp, phù hợp với những môi trường làm việc của bạn đấy nha. Và sau đây sẽ là một số gợi ý về các kiểu tóc nam phổ biến dành cho từng nghề nghiệp để cho bạn tiện tham khảo nè. Thứ nhất, mẫu tóc nam cho nhân viên văn phòng, doanh nhân. Những kiểu tóc được cắt gọn gàng, chăm sóc tỉ mỉ như curl cut, side part hoặc là texture crop sẽ là những lựa chọn phổ biến cho những người đàn ông công sở đấy nha. Để có thể mang đến một vẻ ngoài chuyên nghiệp, điển trai nhất, bạn hãy tránh xa những kiểu tóc nam quá phóng khoáng, nhiều màu sắc hoặc là quá dài nha. Bởi vì đôi khi nó lại có thể vô tình trở thành một điểm yếu của bạn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đó. Thứ hai, mẫu tóc nam cho ngành nghề sáng tạo, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thiết kế. Tùy theo cá tính và phong cách sáng tạo, những bạn nam làm nghề sáng tạo có thể thử nghiệm đa dạng các kiểu tóc nam phóng khoáng, tự do như men bun, tóc dài uốn cong hoặc là tóc dread đầy cá tính. Tuy nhiên, khi để những kiểu tóc nam mang tính nghệ sĩ như vậy, các bạn nam cần dành ra một chút thời gian, chăm chút vẻ ngoài thật cẩn thận để tránh cho tình trạng để lại cho người đối diện ấn tượng của một người làm sáng tạo thật bừa bộn và không chuyên nghiệp nhé. Thứ ba,
Mẫu tóc nam cho công việc trong ngành giải trí, diễn viên, MC. Còn tùy thuộc vào vai diễn và cá tính của nhân vật, các bạn nam làm việc trong ngành giải trí có thể thử đa dạng các kiểu tóc như slick back, phóc hốt hay quiff. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì thường xuyên phải xuất hiện trước khán giả. Vì vậy, kiểu tóc bạn đang để nên phù hợp với hình ảnh mà bạn muốn trước công chúng đấy nhé. Thứ tư, mẫu tóc nam cho những ngành nghề phải làm việc ngoài trời hoặc công việc vận động nhiều. Với đặc trưng phải làm việc ngoài trời với cường độ lớn, các bạn nam ở những ngành nghề đặc thù này thì nên để những kiểu tóc nam ngắn gọn như tóc húi cua, crew cut hoặc buộc gọn lên là thích hợp nhất. Vì những kiểu tóc nam đẹp này thì lại rất dễ để tạo kiểu và mang lại cho bạn nam một cảm giác thoải mái khi hoạt động nữa. Đặc biệt, các bạn nam nên tránh những để kiểu tóc quá lòa xòa hoặc tóc xoăn lượn sóng đầy phức tạp, vì chúng có thể là những yếu tố gây cản trở trong công việc của bạn đó nha. Thứ năm, mẫu tóc nam cho ngành nghề sáng tạo, kỹ thuật số, lập trình viên, nhà thiết kế đồ họa. Phong cách tóc dễ tạo kiểu, dễ chăm sóc và đặc biệt là lịch lãm như slick back, soft crimp thì sẽ phù hợp với những môi trường làm việc hiện đại, công nghệ cao. Vì vậy, các kiểu tóc nam bạn chọn nên giúp mang đến cảm giác chuyên nghiệp và thông minh cho vẻ ngoài của bạn đó nha. Mặc dù không có bất kỳ quy tắc nào trong việc các bạn nam chọn kiểu tóc cho mình, tuy nhiên, lựa chọn những mẫu tóc nam sao cho phù hợp, hài hòa với tổng thể của bạn nam lại rất quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài đến trai hay thậm chí là cách các bạn nam để lại ấn tượng cho những người xung quanh của mình nữa. Vì vậy, sẽ không có giới hạn nào cho bạn nam chọn kiểu tóc, nhưng khi muốn thay đổi diện mạo mới, bạn vẫn nên cân nhắc những mẹo chọn kiểu tóc mà Bóc Đẹp có chia sẻ ở phía trên để không gặp phải tình trạng đáng buồn như những bạn nam sau đây nha. Những kiểu tóc nam bá đạo khiến khổ chủ khóc không ra tiếng. Thứ nhất, kiểu tóc mái ngố cho nam. Tóc mái ngố là một kiểu tóc nam mà tóc được cắt ngang trên trán tạo ra một kiểu tóc nam khoe trọn vầng trán cao, làm cho khuôn mặt của các chàng trai trở nên dễ thương, ngọt ngào và trẻ trung hơn. Khi nhắc đến một mái tóc ngố, chúng ta có thể dễ dàng nghĩ ngay đến diễn viên Hàn Quốc Park Seo-joon. Khi anh thủ vai chính trong bộ phim Tầng lớp Itaewon hay là Kwang Dong-joon, anh chàng tội phạm Jerry trong bộ phim Big Mouth nổi đình nổi đám. Mặc dù vậy, không phải chàng trai nào để kiểu tóc mái ngố cũng thành soái ca được đâu nha. Thậm chí, kiểu tóc ngố này có thể mang đến cho bạn một diện mạo dở khóc dở cười như thế này đây. Thứ hai, tóc Mohican mái ngắn cho bạn nam thời thượng. Mohican chéo hay Mohican mái ngắn là một kiểu tóc phổ biến và nổi tiếng trong thời gian gần đây. Đây là một kiểu tóc nam cạo gọn ở hai bên đầu, để lại một chỏm tóc từ đỉnh xuống phần sau ở đầu. Có thể nói, đây là một kiểu tóc khá thời trang nhưng lại kén mặt và kén phong cách. Vì vậy, đôi khi những kiểu tóc nam bá đạo thì cũng có thể khiến cô chủ khóc không ra tiếng khi nhận được kết quả đắng như thế này. Thứ ba, tóc húi cua của những bạn nam cun ngầu. Tóc húi cua hay tóc đầu đinh là một kiểu tóc nam ngắn, gần như sát ra đầu, sâu ra toàn bộ nét nam tính mạnh mẽ của các chàng trai. Tuy nhiên, không hiểu sao kiểu tóc này lại luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người lắm luôn. Có lẽ cũng một phần vì nó quá ngắn nên đôi khi khiến các bạn nam mất đi phong thái tự tin và biến diện mạo của mình trở nên bá đạo như thế này. Trên đây là những kinh nghiệm chọn kiểu tóc nam phù hợp với từng đối tượng mà Bóc Đẹp muốn chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay. Đồng thời, mình cũng đưa đến mọi người top những kiểu tóc nam độc lạ khiến cô chủ phải khóc không ra tiếng. Bạn thấy những kiểu tóc này thế nào? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ cho Bóc Đẹp biết với nha. Nếu thích video này, đừng quên để lại một like, share, đăng ký và nhấn chuông để có thể tiếp tục theo dõi những video mới từ kênh một cách nhanh nhất bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau nhé.